Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. Thì hôm nay con xin giới thiệu cô chú anh chị mình một cây sứ ghép một cốt ha. Cây này ghép trên nền sứ là anaconda, cô chú anh chị mình một cốt đi lên nha. Một cốt đi lên nó phân tàn ra khá đẹp luôn cô chú anh chị mình ha. Đó, cây này thì mặt hoa như hình nha cô chú anh chị mình đó, con không biết tên nha. Hoa này nó mới chớm nở à, để con banh cho cô chú anh chị mình coi. Bông cũng khá đẹp, bông ba lớp nha cô chú anh chị mình ha. Chùm nụ của nó là thôi khỏi nói luôn cô chú anh chị mình ơi, chùm nụ là mê luôn á đó. Đó, bông cũng, bông này đứng bông khá đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, không gục bông nha. Đó, chùm nụ thì quá trời luôn đó. À, cây này thì một cốt đi lên nằm chậu C12, thì con cũng báo cho cô chú anh chị mình cái giá rất là dễ chơi ha, chỉ là 250.000 thôi cô chú anh chị mình nha. 250.000 sở hữu được cây một cốt này khá đẹp nha cô chú anh chị mình, mặt hoa cưng ghê chưa. Đó, dung xét cho cô chú anh chị mình nhìn rõ mặt qua nha, hoa nó lem vậy đó cô chú anh chị mình nha. Cái chùm nụ của nó khá là nhiều luôn đó, chùm nụ nhìn mê quá trời mê luôn đó. Cây này con giao lưu là 250.000, cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668 nha. Đó cũng là số Zalo của con nha cô chú anh chị mình ha. Dạ, con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo ạ.